Hi, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Nhung Na Rá Cuộc Sống Trung Quốc. Bữa nay ở chỗ em á, hoa cải bắt đầu nở rồi nè cả nhà. Dù là nó chưa có nở rộ hết á, nhưng mà vẫn rất là đẹp. Trời ơi, đi ra ruộng á, nói là ra phụ mẹ chồng á, mà ra thấy hoa đẹp quá, xà vô ngắt hoa luôn cả nhà ơi. Chiều nay á, đưa Ginh lên lớp xong một cái là em chạy ra ruộng, phụ mẹ chồng á, nhổ cây cải dầu một chút. Cũng ra xem là ông bà nhổ đến đâu rồi, không biết là xong chưa nữa. Thế là ba mẹ chồng em cũng không có cần em phải phụ, nhưng mà kiểu như em cũng muốn ra phụ cho vui á cả nhà. Ten ten. Thế mà rửa thì vô tay mò gì à? Ba ba nè. Cải dầu mẹ ba mẹ chồng em trồng này. Ma. À, thắp khai khai hoa là. Ủa, khan cho mình xuân lì dầu khai hình đua hoa này à? 那边那都踢过啊，光脚走掉这掉那到那也掉下去，你要不要过不要？没有多少了。嗯。你把小根走就行啊。嗯。啊，那等俺们扭。嗯。那头都走都把完了。那都过高。啊。 那到几月收啊？到四五月份，五六月份吧。然后收完了，然后种花生吗？嗯。啊，等收完这个才种花生。种花生或者种玉米也种。啊。你不是这块地你去年种过花生了？嗯。再种都种啥？啊啊啊！换一年？嗯。换种别的。 种点或者种点玉米，种点啥？啊啊，就是每年种要不一样啊。嗯，给换一换，是不是？嗯。这么大，你拔走了？那太粗了。太粗了。啊， 那么矮过了，先咬吧。哎呦，那太可惜了，长这么大。 他那个太粗了。那边他种过那边，那边太小了。那边。哦。不，真的不种，种不成啊。Ba mẹ chồng em á tách ra mỗi người một ruộng nè. Mẹ chồng em thì ở bên ruộng này á để nhổ bớt, tách bớt cái cây cải dầu á, nó mọc dày quá, tách bớt ra để cho nó lớn. Còn ba chồng em á thì đi sang đám ruộng bên kia vun luống, làm luống để chuẩn bị trồng khoai lang á cả nhà. Đám ruộng này là năm ngoái trồng đậu phộng nè, nhưng mà mẹ chồng em bảo năm nay không có trồng đậu phộng ở đây nữa. Thu hoạch cải dầu xong á, thì sẽ đổi sang trồng bắp hoặc là trồng cái gì khác. Tại vì nếu mà trồng tiếp đậu phộng á, thì nó sẽ bị sùng hư hết. Mỗi năm á, trên một mảnh đất á, là phải thay đổi cây giống trồng, chứ không có được trồng một loại á. Trồng một loại là nó sẽ không có được tốt, nó sẽ bị hư nhiều quá cả nhà. Chắc có lẽ đó cũng là cái bí kíp mà ba mẹ chồng em á, cái đám ruộng rất là nhỏ, nhưng mà trồng vụ gì á, cũng rất là bội thu quá cả nhà.那多大？人家给那绿呢，绿呢六叶。啊，柳树那个花那绿，那个叶可好吃。那个叶呢？嗯。那个叶是啥叶？柳树。柳树。嗯。什么柳树？柳树。哦。哎，等会儿拿个拉给它，给我按着。那个叶子也是大的，也可好吃。哦。哎呀。 我都没有吃过。刚才那个人才弄弄才做。啊，弄回家吃吗？嗯，弄回家他给他拿水开水搓一下，搓一下下来，给他泡泡，泡泡换换水，吃着不苦，他吃着很下火的。啊啊啊！那个柳叶。你们中国人这里都野菜很多。 我看啥都能吃呀！啊，我再吃两天那个钩子上撒那个钩子水也会整整吃。那还是从哪个摘？那野菜也从出名摘。啊。那跟你们那边那长那树都不一样。啊，对呀。那边有那树，这边没有；这边有那树，那边不一定。
气候不一样嘛。嗯。你们这里都是，嗯，偏冷，要不要发烧？嗯。是不是？它就是粘上去跟这个手吧。嗯。正巧这个。这个，三个一起。嗯。哦，那倒是。这个就这么金白的。找个根儿吧。啊？就这边的不管了，就掉这儿，都掉那一颗。这个太金了，白的。要拿个小的白的，是吧？嗯。这本来说不要了，你那个卖锅那个那家，他说他要，他要给他捎回去。嗯。再不然。给他打个电话，叫他来，他先来带。Mẹ chồng em bảo còn có ít à, con ra phụ làm gì cho nắng ra. Mà em thích vậy đó cả nhà, tại còn ít thì mình phụ ít. Phụ nhanh chừng nào thì về sớm chừng đó. Với lại hai mẹ con nó vừa làm vừa nói chuyện á, thì nó cũng đỡ buồn hơn. Với lại cũng năng suất hơn á cả nhà. Cho đi tại tủ sẵn mà. Cả nhà xem này, đây là cái lá. Đây là cái lá của cây cải dầu này. Không, cái lô giá trưng là trưng thầy. Thằng Trung Quốc em mới biết là cây cải dầu luôn đó. Của lá Trung Quốc sẽ cho tao cho dỗ sai tạo được mày nha. Cải dầu nó phản ra nào rồi cho tao lên. Wow. 那多久它开花吗？吃不了几天都该开啊。啊，那个开一点点了。嗯。哦，过几天就开了。等没矮了了，有花了，跟他哎，好改有呢。啊，开了一个。它开多一点才好看。嗯。去年我们去那个白河镇那边。跟娜娜一起看，哎呦，大块地呢！哦，大块地，人家都来拍照可多。大块地呢，好。嗯。trời ơi, cái này là ít á, mà nhà em trồng ít á, gần nhà người ta mà trồng nguyên một cái rừng luôn, trời ơi, tao nói, có vàng khè luôn, nhìn đẹp thôi luôn á. Đang chờ người ta tới lấy nè. Na viên sẽ xây cha là ti, mà.那边那谁家的？哎，对啊，那边开花可多，来看看。哦，这đám cải đằng trước kia nó mọc quá trời luôn, nó nở hoa quá trời luôn, đi lại xem mới được. Qua lại khang khang. À, ở chỗ này mấy cái này là trại rau cả nhà, ở bên trong người ta trồng rau á. Cái đắp đất nhìn thấy sợ nhỉ. Trại rau nè, trời ơi, không có nhiều nhưng mà đẹp quá, đẹp quá. À, wow, đẹp quá hai cả nhà, trời ơi, đẹp quá, vàng ươm luôn kìa. Ngắt mấy nhánh mới được. Đẹp quá à, hái trộm mấy bông. À, đi về. Cái mùi nó như mật ong á nhỉ, thơm ghê. Em là cô gái nông thôn. Nông thôn thì nông thôn, em là cô gái Việt Nam ở nông thôn Trung Quốc. thích quá à. Hoa đẹp quá.
thơm quá à. Hành gì ong rất là thích luôn nha. Có một cải dầu á mà nó ấy là nhiều, nhiều ong dữ lắm. Ong mạch không ạ? À? Thơm lắm. Hết trái bả. Đây là cái bà hàng xóm á, lúc nãy mẹ chồng em nhắc đến nè. Bà bán đồ gia dụng ở trong xóm á cả nhà. À, bà đi xin nhà cái cải dầu nhà em về ăn á. Nãy mẹ chồng em nhổ cũng được nhiều lắm rồi á, mà bà chắc là còn thấy ít nên là nhổ thêm nè cả nhà. Nhà mình là trồng rau không trồng? Mấy有. Nhà là trồng sa chầu. Đa mì. À. Hoa long su. Hoa long quả. Hoa long quả. Măng quả. Măng quả. Dạ dữ. À. Hai mẹ chồng Trung Quốc là vậy đó. Con dâu thích ăn món này cái là đi xin về để cho để làm món cho con dâu ăn, ghê chưa. Na Trung Quốc đó, 婆婆都是好婆婆是不是? Đây à. Bà nói là con dâu thì coi nó như con ruột đó. Nên là con dâu thì cũng vẫn thương như con ruột nè. Quá tuyệt vời luôn. Ở chỗ khác thì em không biết thế nào, chứ ở chỗ em thì đa số là những dì, những cô ở đây á, mà có con dâu á, thì đều rất là thương cả nhà. Kiểu như họ chiều chuộng con dâu lắm, họ thương con dâu lắm cơ. Kiểu như vật chất á, thì họ không có nhiều, nhưng mà cái tình thương mà họ dành kiểu như là coi cho con dâu, họ coi như là con gái ruột ấy. Trong khả năng của mình á, thì họ sẽ yêu thương và đùm bọc như vậy á cả nhà. Nên là ở bên này á, không có cái chuyện mà con dâu sợ mẹ chồng đâu cả nhà, không có đâu. Theo em nghĩ thì đa phần á, mẹ chồng Trung Quốc ở đây á, thì người ta có cái suy nghĩ giống như là con trai mình nó con một là nhiều đúng không? Mà khi mà cưới được một cô vợ ở đâu có phải dễ dàng đâu. Cho nên là kiểu như họ với là họ cảm thấy được là con dâu, con gái người ta về làm dâu nhà mình á, nó cũng vất vả. Rồi bản thân họ cũng từng làm dâu á, nên là họ cũng hiểu được cái cảm giác đó. Nên là họ thương hơn, thương nhiều hơn. Nên là thường á, mẹ chồng ở bên này rất là thoải mái luôn. Thích sao thì chiều vậy á. Giống như mẹ chồng em vậy đó, em thích làm gì làm á, bà chiều theo ý em hết á. Dì này cũng vậy nè, con dâu thích ăn món này cho nên là không ngại lội ruộng đi xin người ta về để làm cho con dâu ăn nè. Tuy là không có giàu có vật chất gì nhưng mà dành tình thương vào tất cả những cái hành động mà họ làm á, thì mình cũng thấy đáng được trân trọng đúng không? Cũng thấy á, mẹ chồng như vậy á, dễ thương dễ sợ luôn á.他说想来看我外国人长怎么样子。
狗笑死我了。我讲完了，你再听一听。他说不定你那个瓶都不够。那你多拿吗？你多拿。你坐这，我你把你糊弄。我带你吧。不用我坐这里。穿你穿通透。我过来了。好，那您先走。小白干，你们那鸟吗？我在看啊，你们先走，我先，我跟着。Lúc nãy dì ấy bảo là con gái dì ở dưới Phú Huyện á, nhưng mà lâu lâu mới lên thăm mẹ, xong cái là cứ thấy em ở trên TikTok của Trung Quốc á, Douyin á cả nhà, là em hay đăng clip ở trên đó chơi chơi á, nên là nhiều người ở trong xóm á biết em chứ mà chưa được gặp em lần nào hết trơn á cả nhà. Nên là nhiều người người ta cũng tò mò lắm, nhiều người ở trong xóm bảo trời ơi, ở cùng xóm á mà chưa khi nào gặp được em hết trơn á, nghe là có con dâu Việt Nam ở đây nhưng mà không có được gặp luôn. Còn bảo là gặp em á khó dữ thần luôn, mắc cười. Có nhiều người ở trên thị trấn á còn nhắn tin vô trong TikTok của em á, bảo là cho họ cái hẹn gặp mặt ở trên quảng trường của thị trấn á cả nhà. Chỉ hẹn em lên đó chỉ để xem coi mặt mũi của em trông như thế nào thôi đó cả nhà. Có giống như ở trong video clip trên TikTok không hay là như thế nào á. Trời ơi, ta nói mắc cười lắm. Mà chồng em bảo ở bên này cũng có nhiều người biến thái lắm á, cho nên là em phải cẩn thận. Đừng có giao du tiếp xúc với những người mà gọi là không có thân thuộc gì với mình, không có họ hàng thân thích gì với mình hết á. Nên tốt nhất là đừng có hạn chế tiếp xúc giao du. Nên là từ khi về đến đây giờ em đâu có kết thêm bạn mới gì đâu cả nhà. Có nhiều người muốn em làm bạn lắm, tại vì họ bảo là thích em rồi thế này thế kia, nhưng mà em đâu có dám chơi với ai đâu. Nhắn tin rủ em đi chung với nhóm ở trong thôn xóm này kia, em chẳng đi luôn á. Cảm thấy không có đúng cái tần số với mình. Với lại em cũng là cái kiểu người mà kiểu bị ngại đám đông, mà kiểu như người ta mà 100 con mắt người ta đổ dồn với em á, là em bị ngại lắm cả nhà. Mà với lại những người người ta có cái yêu cầu như vậy thì chẳng qua là người ta cũng tò mò mình là người nước ngoài á, có giống họ hay không thôi à, chứ cũng chẳng phải là thiện chí gì đâu. Nên là em cũng chẳng đi, để cho họ thấy là mình chảnh một chút cũng được, để cho họ thấy là mình không có dễ gặp.